rằng những ánh mắt ở dưới nụ cười, những cái tràng vỗ tay, tôi biết anh chàng này đẹp trai. Đẹp trai anh ạ. Chào em. Dạ. Có ai đã từng nói bạn đẹp trai chưa? Chắc là có. Em không biết là người ta khen thật hay là người ta khen giả vờ. À, tôi nghĩ khen thật đấy. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Phạm Văn Hoài, năm nay em 34 tuổi. Hơi lành đó. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào em tên gì? Em tên Luận. Luận? Dạ. Luận đang làm việc gì? Dạ, em làm bên xuất nhập khẩu. Ồ, năm nay Luận bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26 tuổi. Có bạn trai chưa? Dạ, chưa có, nó mới ngoài đây ạ. Trước đây? Dạ, từng có. Tại sao chia tay? Ngày đó thì mới ra trường rồi quen, rồi bản thân mình thì tự ti quá. Em có thích một người con gái tự ti không? Em thì con người con gái ban đầu thì có thể là người ta tự ti, nhưng mà có thể quen em một dần dần rồi em sẽ làm cho người đó sẽ tự tin lên. Tự ti thành tự tin nó cũng rất gần nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em làm kinh doanh. Kinh doanh? Dạ. Chức vụ gì? Doanh nghiệp của em thì có 2 thành viên. Doanh nghiệp của em luôn? Dạ. 2 thành viên? Dạ. Phó đốc và giám đốc? Em làm phó. Em làm phó? Dạ. Bạn chắc chắn rằng đã trải qua rất nhiều mối tình. Nếu mà mối tình chính thức á thì cách đây cũng khoảng 4 năm rồi. Chắc là lúc ấy là do ba em hơi bị khó tính một chút. Thì lúc đó là ba em không đồng ý. Em thì nói với cái người bạn gái em lúc đó ấy, bảo hãy cho anh thời gian để anh thuyết phục gia đình. Nhưng mà người bạn gái đó cứ nghĩ là không chờ. Không chờ. À. Đó, thì lúc đó thời gian là thời gian bao lâu? Bây giờ người ta con gái người ta có bao nhiêu cái xuân xanh mà em biểu chờ 5 năm rồi sao ta dạ chờ? Không, lúc đó thì em chỉ nghĩ rằng thời gian thì chỉ em cho em khoảng chừng 3 tháng thôi. Nhưng mà em hỏi bên kia nè, nếu như hai bạn yêu nhau giống như một cái mối tình đầu tiên của bạn trai bên em nói là rủ bố bên kia, bố chưa chịu, bạn trai xin phép một thời gian để thuyết phục ba mẹ, thì em nghĩ như thế nào? Nhưng mà lúc trước là anh xin thời gian, nhưng mà thời gian là bao lâu? Ba tháng. À, 3 tháng, nhưng mà 3 tháng đó anh phải cho em biết là cái kế hoạch của anh như thế nào thì em mới đợi. Chứ còn bây giờ kêu em đợi 3 tháng xong rồi, hết 3 tháng em ơi, cho anh thêm 3 tháng nữa thì làm sao mà được? À, nói chung là phải kinh doanh, tất cả có kế hoạch. Đúng rồi, là kinh doanh là phải rõ ràng, phải kế hoạch chứ. Em ơi, anh nghĩ rằng nếu mà anh đồng ý là chắc gia đình anh là bây giờ là đồng ý ngay, không còn như ngày xưa nữa. Cái đó là chuyện ngày xưa. Giờ cũng nôn lấy vợ lắm rồi. Bây giờ riêng em mong muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Người bạn trai của em phải cao. Cao có cao? Người có 5 chữ T. 5 chữ T là gì? Là người sống phải có cái tâm. Tâm, rồi. Phải có cái tình cảm, có chữ tình. Tình. Và có chữ trí. Trí. Có tiếng. Hả? Tiếng. Tiếng, cầu tiếng, tiếng bộ. Rồi. Và có chữ tinh, là tinh tế. Nghe chưa? Nghe năm yêu cầu chưa? 5 chữ T chưa? Em có mấy chữ T? 7 chữ T. 7 chữ T. T gì nữa? 7 luôn. 7 T là gì? T gì? Dạ, tâm, tầm, trí, tín, tiền, tình, tỉnh. Cái gì? Tiền, tình gì? Tiền, tình. Tỉnh á. Tỉnh. Cuối cùng là phải tỉnh. Bên đó có đủ 7 chữ T không? Bên đó 7 chữ em không thua. Em có đủ 7 chữ luôn hả? Đủ. Rồi, bây giờ những cái gì em không thích như người bạn trai của mình? Hồi nãy là 7 chữ T đó là thích rồi đó, bây giờ không thích. Em không thích con trai tóc dài và chảy 2 mái. Này có một mái thôi. À, không thích con trai mang vớ đen. Sao vậy? Tại sao không thích mang vớ đen? Mày lạ nha. Em thấy mọi người. Anh Linh mang vớ đen hả? Ừ. Ôi, tại sao lại để em khai thác cái chuyện này coi, tại sao không vậy? Cái gì vậy? Sao vậy em? Khi mà một người mang vớ trắng, người ta phải biết là người ta dinh dữ. Tôi vớ đó kêu làm sao mà đi trong một ngày người ta sạch, thì người đó người ta mới gọi là người cẩn thận và tỉ mỉ. Còn đen thui không ai để ý, mang hoài cả tuần lễ luôn đúng không? Đúng rồi, thứ quá không có giặt. Thui quá anh Linh ơi, thui quá không có giặt. Hay. Cái mũi em à, mang vớ đen mà nó sạch, còn mang vớ trắng mà nó dơ rồi. Con mặt lên chút xíu rồi. Chưa thấy ai mà tìm yêu mang vớ trắng hết trơn á. Không thích mang vớ đen hả? Không. Nói thiệt với em, giờ kiểm tra hết trong phòng nè. Từ quay phim, đạo diễn, âm thanh, ánh sáng, ông nào cũng mang vớ đen hết trơn á. Dễ dơ rồi đó anh. Trời đất ơi, cứ mang vớ đen ở dơ hả? Thì nhiều khi mang vài ba ngày không thèm giặt, cứ hình trong đó ai biết. Cái gì cũng thấy cũng được hết trơn, chỉ có cái vụ giới mà nó không biết. À, bây giờ để coi mang vớ gì đây. Vớ đen. Thôi xong luôn rồi. Tôi mới nói ý ý à. Em chào chị. Mặt đâu có đen mà đi chọn cái vớ đen làm chi vậy?
đi không coi ngày à? Em có vớ trắng nhưng mà nhiều người ấy chỉ thấy mình bị giày đen mà đi vớ trắng thì nghĩ rằng có vấn đề. Không, cái này cũng có lý. Dạ. Anh thấy cái vụ mà mang vớ đen là giày là... giày đen là phải đi vớ đen chị. Bây giờ đen này có thúi không? Không, đảm bảo không bao giờ. Lấy rồi. Rồi bỏ đi, chuẩn bị cho gặp luôn. Quá. Thôi cho gặp nhau để hử vớ. Và bây giờ mời các bạn kéo màn lên để cho hai bạn trẻ nhìn nhau. Đen nghe em nói trước à, đừng có thất vọng. 2 phút bắt đầu. Đưa đôi giày ra trước. Anh chào em. Dạ, anh chào anh. Anh thấy em có một cái điều là hơi lạ nhờ. Vừa nãy là em bảo là em không thích những người đeo vớ đen, nhưng mà anh thấy là giày đen thì phải đi vớ đen, chứ mà giày đen mà đi vớ trắng là ra đường người ta nghĩ rằng là người đó là có vấn đề. Em nói em không thích, bây giờ anh mang vớ đi, hôm nay muốn anh đổi vớ trắng hết là được thôi. Bây giờ anh hỏi cho anh xin nửa phút đi. Bây giờ thí dụ như em yêu một bạn trai rất là yêu, hai người thương yêu nhau lắm, tìm hiểu nhau lắm, nhưng mà cái người bạn trai đó có cái tật là mang vớ đen thúi, em có đồng ý giặt không? Giặt thì em giặt, nhưng mà mai mốt đổi hết vớ trắng cho em. Người ta không đổi đó là em đổi. Người ta không chịu đổi thì em có đồng ý không? Không đổi em bỏ. Các bạn còn 30 giây. Dạ. Vậy anh thấy em thế nào? Anh thấy em này cũng một con người cũng nhanh nhẹ, cũng chắc là hợp với những lĩnh vực ví dụ như kinh tế, kinh doanh hay là những cái đại loại là có thể nếu mà sau này chúng mình có duyên với nhau á. Dạ. Thì có thể em sẽ là một người trợ thủ đắc lực cho anh. Hết thời gian. 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò không, mà các bạn đặt tay vào nút. Suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có nhấn nút hay không. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Sao em mà vớ đen cũng chịu luôn hả? Nhưng mà mai mốt đổi được chị. Đổi được phải không? Dạ. Em là chịu đổi rồi đúng không? Em có sẵn rồi. Dạ. Chỉ là dễ bỏ bớt mấy cái này thôi. Dạ đúng rồi. Tặng anh Quyền Linh đi. Ảnh rất là chung thủy với những đôi vớ đen. Nó quật khởi rồi còn chơi. Còn em sao mà bạn gái có những cái quan điểm nó kỳ lạ vậy mà em vẫn chấp nhận? Em nghĩ rằng cái đó là có thể là bước đầu bạn chưa có hiểu một số cái thì từ từ thì chắc là sẽ hiểu ra. Hiểu ra là vớ đen nó không thúi chứ gì. Tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ nhớ đến bạn. Mỗi người ta nhìn thấy vớ nhớ tới bạn. Nhìn thấy bạn nhớ tới vớ đen. Tôi chỉ thấy rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Chúc mừng hai bạn.